Xin chào quý vị các bạn, hôm nay Di động Cao cấp.vn giới thiệu bạn video thay chân SIM, chân thẻ nhớ của Lumia 1320. Khi khách hàng gặp các sự cố liên quan đến SIM, thẻ của Lumia 1320, quý khách hàng vui lòng đến các địa chỉ của Di động Cao cấp.vn trên toàn quốc để được thay chân SIM, chân thẻ nhớ và khắc phục lỗi không nhận SIM, nhận thẻ nhớ của Lumia 1320 với giá cực kỳ hấp dẫn. Mọi thông tin về sản phẩm, khách vui lòng liên hệ đường dây nóng 0466750999 hoặc truy cập website www.didongcaocap.vn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.